À vâng, xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTuber của Chuyển các bạn nhé. Video ngày hôm nay thì mình biết là cái chủ đề này thì mình làm rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy các bạn vẫn không biết cách phòng tránh khi TV bị nước vào. Và với video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm một cái video tư vấn cho các bạn, để người dùng, bạn nào chưa biết thì hãy xem video này của tôi để khắc phục cái tình trạng TV bị nước vào dẫn đến hiện tượng nó hỏng màn hình như này. Trước mặt các bạn đây là một con TV. Và trước mặt các bạn đây là một con TV Samsung nhá. Samsung. Và các bạn xem cái hiện tượng hỏng màn hình của TV Samsung ạ. Các bạn xem cái hiện tượng hỏng màn hình của TV Samsung này. Mình sẽ bật hình ảnh lên để các bạn biết. Vâng. Và mình sẽ bật đây các bạn xem, các bạn vào cái hình ảnh logo YouTube thì nhìn quá chán đời đúng không ạ? Vâng, hai cái vệt xuất hiện, hai cái vệt hư hỏng rất là to. Và cái trường hợp này thì 100% TV bị nước vào thì vậy, mà nó phát sinh cái hiện tượng hỏng màn hình. Nhìn TV thì đẹp mà nhìn hỏng hóc như thế này thì quá buồn, và khách hàng phải mất tiền để mà thay màn hình mới. Tại sao những con TV, nhiều con TV thì thay bị cái hiện tượng kẻ như vậy thì sửa được, mà con TV này thì lại không sửa được? Vâng, thì hôm nay Chuyển sẽ mở cái con TV này ra, trực tiếp mở ra và mình tư vấn với một lần hàng, tư vấn với các bạn một lần nữa. Và mình sẽ đóng TV vào, mình hướng dẫn các bạn cách phòng tránh trước khi để TV nó hỏng như thế này. Mình thấy mình tư vấn với các bạn rất là nhiều video trước ở cái kênh Trung tâm bảo hành Thị trường Thái Bình. Thì video này thì mình tiếp tục, mình thấy nó quá thiết thực. Cho nên là mình sẽ tiếp tục làm cái video này để mình đưa lên cái trang cá nhân của mình, là một kênh YouTube của bạn Phát Chuyển. Kênh YouTube của Phạm Văn Chuyển, để các bạn, bạn nào chưa biết thì các bạn có thể áp dụng và các bạn sẽ phòng hộ mình của video này. Đây. Như các bạn đã biết, khi mà mở một màn hình của TV ra thì tất cả cái đường tín hiệu đây ạ, các bạn xem, khi mình mở màn hình TV ra, mình úp mặt TV xuống thì các bạn sẽ quan sát, thứ nhất là bo chính của TV, thứ hai là bên nguồn của TV, và thứ ba là bo T con, là bo màn hình của TV. Và đây là những cái đường tác tín hiệu, và đó là cái những cái đường tín hiệu và đưa những hình ảnh lên để các bạn xem đấy ạ. Bên này nhá, 1 tab 2 tab 3 tab 4 tab 5 tab và 6 tab. Và thì cái hiện tượng con này, con TV này bị nước vào thì cái gỗ này thì nó nằm ở trên cái trên ở đằng sau TV như này thì nước nó không chảy vào đây được, cho nên là các bạn xem nó rất là sáng đúng không ạ? Cái táp màn hình này ở cái gỗ này rất là sáng và nó không bị chạm chập gì, thì cái gỗ này không ảnh hưởng gì. Rồi, vậy tại sao cái con TV này, và vậy tại sao con TV này nó lại bị xuất hiện những đường kẻ vậy, thì xuất hiện đường kẻ vậy thì nước vào ở đâu và chạm chập ra làm sao? Mình sẽ mở hết ra để mình tư vấn với các bạn. Các bạn xem video của mình nhé. Tất cả những video mình làm rất là thực tế và thiết thực. Vì vậy mà các bạn xem video của mình, các bạn thấy hay thì các bạn đừng tiếp một like, một chia sẻ, cũng như đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất hàng ngày của Chuyển. Hiện tại thì Chuyển đang sở hữu 3 kênh YouTube. Một là kênh Trung tâm bảo hành Điện tử Thái Bình, hai là kênh Phạm Văn Chuyển, ba là kênh Điện tử Thái Bình. Và mình sở hữu một website Điện tử Thái Bình. Thì cái website Điện tử Thái Bình của mình ấy thì cũng rất là nhiều thông tin bổ ích. Mình viết những cái bài viết hướng dẫn các bạn, hỗ trợ các bạn ở trong những cái bài viết của mình, ở trong cái website Điện tử Thái Bình.vn. Các bạn có thể vào cái website Điện tử Thái Bình.vn, các bạn đọc thông tin và các bạn tham khảo của mình các bạn nhé. Đấy.
Đây. Và con TV này thì nhiều con bị hiện tượng như vậy thì sửa được. Nhưng mà đây các bạn xem. Khi mà tôi mới mở cái nắp bút mặt TV ra thì các bạn xem. Đây mình sẽ để ở đây để các bạn sẽ nhìn thấy cái vệt nước. Đây ạ. Các bạn có nhìn thấy nước vào không? Cái ánh đèn của mình nó bị phản sáng. Đây các bạn xem này. Nước này, đây nước này. Rất là nhiều nước. Đấy. Nhiều nước như thế này thì làm sao nó không chập TV được, không chập màn hình TV được. Chắc chắn là chập. Và nó chập ở điểm nào? Thì đằng nào mình cũng mở TV này ra. Mình sẽ mở hẳn ra. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Và các bạn xem. Khi mà mình mở hẳn TV này ra thì cái cáp màn hình của TV nó nằm ở phía dưới này. Mà cái nước thì thường là các bạn vệ sinh màn hình, hoặc là ở nhà có trẻ nhỏ thì các cháu thường hay hắt nước vào màn hình TV như này, thì nước nó sẽ chảy từ cái cáp này. Và thông thường những cái cáp này bị dính nước ấy thì TV của khách hàng thường là rất là bẩn. Các bạn xem, thường là TV rất là bẩn. Chính vì vậy mà khi mà cái bụi bẩn nó bám vào cái mép cáp này này, đây là mình đã lau rồi nhé. Khi mà mình bụi bẩn nó bám vào cái mép cáp này thì nó gặp nước thì nó sẽ sinh ra, nó độ ẩm nó giữ ở đấy rất là lâu và nó sẽ chạm chập, nó sẽ làm hỏng TV. Và các bạn xem mặt màn hình TV là rất là bẩn và nước thì rất là đầy, hẳn còn đầy đây này. Mình bôi ra tay mình thì các bạn xem tay mình dính nước như này làm sao mà TV nó không hỏng được, đúng không ạ? Đấy thì cái nguyên nhân là bị nước vào dẫn hiện tượng nó chạm chập như vậy. Thì cái con TV này nhé, con TV của Samsung này thì mình đã kiểm tra qua thì mình thấy được là nó đã bị chập và nó cháy trên kính này, nó cháy trên cái mép kính này. Và cái đường tín hiệu mà đưa lên kính này ấy, thì nó trong quá trình nó chập lâu ngày rồi nó mủn ra và cái mình thay cái táp khác thì nó không được. Chính vì vậy mà bắt buộc phải thay màn hình mới. Đấy thì cái trường hợp này thì chỉ có thiệt thòi cho khách hàng thôi, bởi vì mình thay màn hình thì mình vẫn có công và mình sửa chữa màn hình thì cho khách hàng, thì tiết kiệm cho khách hàng. Nhưng mà người thiệt vẫn là khách hàng, bởi vì khách hàng sẽ phải bỏ ra một số tiền rất là lớn để mà thay một cái màn hình mới khác. Rồi vậy cái biện pháp khắc phục phòng còn hơn chống như thế nào thì mình sẽ đóng tạm nắp mặt này của TV vào, và mình sẽ tư vấn các bạn như sau. Đây. Như mình đã nói ở những video trước rất là nhiều rồi, các bạn chả phải làm một cái vấn đề gì quá to tát, chả phải đổ keo đổ kiếp gì làm gì, đúng không ạ? Không cần phải đổ keo, không cần phải làm một cái giỏ hay là dính cái gì làm sao là đổ những cái chất keo để nó nước không chảy vào đây, không cần phải cầu kỳ như vậy. Mình sẽ đặt cái máy quay của mình ở trên bàn làm việc của mình đây, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Tốt nhất là mình sẽ bê một con TV khác lên để mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây, một TV của Sony nhé các bạn nhé. Và chính con TV Sony này này, chính TV Sony này cũng bị nước vặt. Và các bạn xem, cái mép này rất là hở và bụi bẩn rất là nhiều, nước vào dẫn đến chập màn hình ngay. Và trước khi mình làm một cái hướng dẫn các bạn cách khắc phục, cách phòng ấy, thì mình cũng sẽ cắm thử điện để các bạn xem. Mình sẽ cắm thử nguồn con TV Sony này, sau đó là mình bật nguồn lên, bật TV lên để các bạn xem cái hiện tượng của TV Sony này nó hỏng kiểu gì các bạn nhé. Đây ạ. Các bạn xem, nó cũng bị một chỉ này. Đây.
sẽ cắm tín hiệu vào. Mình sẽ cắm tín hiệu vào và mình sẽ chuyển sang khoảng HDMI để các bạn xem hình ảnh nó rõ. Rồi các bạn xem ạ. Đấy, trường hợp con TV Sony này cũng bị nước vào nhé các bạn nhé. Đây này. Đấy, nước vào và một kẻ thẳng tưng này. Đấy. Với trường hợp bị nước vào này, nhiều con sửa được, nhiều con không phải đơn giản để sửa được. Rất là khó, rất là quay các bạn. Rồi. Vậy thì để phòng còn hơn là chống như thế nào? Đây. Thì mình đã nói với các bạn rất là nhiều video trước rồi. Các bạn chỉ cần sử dụng cho mình một cuộn băng dính trắng. Và các bạn muốn thẩm mỹ thì các bạn mua một cuộn băng dính trắng bé. Và các bạn làm công tác cho mình. Trước khi các bạn dính thì các bạn cần lấy một cái chổi nông. Và các bạn vệ sinh ở cái mép TV này. Vệ sinh thật sạch cái mép TV này đi một mình. Rồi ok. Vệ sinh thật sạch. Sau đó là các bạn lau sạch đi một mình nhá. Lau sạch. Các bạn có thể lấy khăn. Các bạn lau sạch đi. Rồi. Đây là mình làm thủ công, mình làm nhanh cho nên là cái độ thẩm mỹ nó không cao. Vì vậy mà các bạn, mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn làm. Các bạn sẽ kéo một cái đoạn băng dính như này. Từ đầu này đến đầu kia. Và các bạn chỉ cần dính một cái băng dính trắng này. Xem này. Các bạn chỉ dính cái băng dính trắng này. Đấy. Các bạn dính chặt như thế này. Đây là mình làm, mình giới thiệu với các bạn cho nên là cái độ chính xác của nó chưa cao nhá. Các bạn dính ở đây. Dính ở đây. Các bạn sau khi các bạn dính chặt xong như này nhá. Các bạn đổ nước vào đây các bạn thì nước TV đây nó chỉ chảy vào đây và nó chảy ra ngoài. Và không bao giờ TV nó hỏng được. Nước nó không vào TV không bao giờ hỏng được. Các bạn nhá. Đấy. Thì mình video này thì mình muốn tư vấn các bạn, tư vấn với người dùng. Các bạn chẳng mất gì một cái đoạn băng dính nho nhỏ. Nhưng mà các bạn để giải quyết là rất là nhiều. Các bạn không tiếc gì một cái đoạn băng dính nho nhỏ để các bạn dính cái mép dưới này. Để các bạn bảo vệ chính cái màn hình TV nhà các bạn. Bởi vì cái màn hình này hay nó rơi vào tầm hơn 3 triệu. Rất là đắt các bạn. Rất là đắt. Và các bạn phòng còn hơn là khi mà các bạn phòng rồi các bạn đi sửa. Mà cái giống mà TV mà mang đi sửa rồi thì nó chẳng ra làm sao. Và các bạn chắc chắn là không yên tâm khi mà TV của bạn nguyên bản. Đó là điều đương nhiên. Rồi, vậy video ngày hôm nay thì chuyển xin tư vấn cho các bạn cách phòng cũng như chỉ cho các bạn tại sao TV của các bạn bị nước vào mà nó hỏng màn hình như thế này. Các bạn thấy video mình hay tiện ích, các bạn hãy đăng ký kênh, chia sẻ video này để ủng hộ chuyển. Rất là cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình, quan tâm cũng như theo dõi những video tư vấn của mình. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.